Đứng trước mặt các bạn là một cái sản phẩm đã gây tiếng vang rất lớn trong năm 2020. Nó khiến cho các bạn kiếm được từ 50 cho đến 150 triệu một tháng nhờ các loại hình kinh doanh hoàn toàn mới này. Đây là cái sản phẩm mà các bạn sẽ nhìn thấy trên thị trường, nhìn thấy trên đường trong tương lai nó rất là nhiều. Nó có những cái điểm hay, các bạn có thể dùng nó để bán hàng mọi lúc, mọi nơi, mọi địa điểm, mọi không gian. Đấy, camera quay ra đằng này. Chúng ta sẽ có tất cả những cái thứ mà người khác, một cái cơ sở bán hàng trực tiếp cần nhất ở trên làm menu như thế này. Như là cái hệ thống nhận diện thương hiệu, đề can, rồi là cái gì các bạn bán nó sẽ thể hiện hết trên này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà chỉ chúng tôi, đơn vị sản xuất ra cái thùng này, xe ô tô bán hàng lưu động ô tô Thái Phong, là cái đơn vị mà đã làm, đã có kinh nghiệm lên tới 4 năm để thiết kế, để sản xuất ra cái sản phẩm này rất nhiều ở trên thị trường. Đã trải qua rất nhiều những cái sản phẩm mà đã qua sản phẩm test rồi, và bây giờ hiện nay nó đã thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Khi các bạn mua được một cái sản phẩm mà tới từ cái đơn vị sản xuất như chúng tôi thì nó sẽ khiến cho các bạn yên tâm về tất cả mọi thứ, từ cái hệ thống nhận diện thương hiệu, bản sắc riêng, độc quyền riêng mà nó không bị ăn cắp ở bất kỳ một cái xe nào khác, không giống bất kỳ một cái xe nào khác hiện tại đang trên thị trường. Ngoài ra còn rất nhiều thứ khác, từ chất liệu cho tới cái hệ thống điện nước, rồi hệ thống bán hàng trên xe. Các bạn có thể nhìn qua một chút. Thì trong video này mình sẽ không nói kỹ quá nhiều về cái sản phẩm xe này, tại vì bản thân trên cái kênh ô tô Thái Phong bên mình cũng có rất nhiều các video về cái sản phẩm xe này rồi. Mình muốn nhấn mạnh rằng nếu các bạn muốn kiếm tiền từ 50 triệu đến 150 triệu một tháng, các bạn hãy có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp các bạn để làm thế nào để thực hiện được điều đó. Ok, nếu bạn quan tâm đến nó, hãy kích vào YouTube và gõ vào ô tô Thái Phong. Các bạn sẽ thấy rất nhiều video về cái sản phẩm này. Hoặc các bạn để lại số, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn về một trong những cái sản phẩm mà mình gọi nó rằng xu thế của các năm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.